Chương trình Một Tách Trà với An Miên xin kính chào quý vị. Chào Phương Quỳnh. Chào chị An Miên và xin chào quý vị khán thính giả. Thưa Phương Quỳnh và thưa quý vị, người ta thường bảo rằng muốn được vạn sự bình an thì hãy học nói hai chữ này. Và đó là hai chữ cảm ơn và hai chữ xin lỗi. Nói tới cảm ơn và xin lỗi, An Miên thấy hai chữ này nó đi một cặp với nhau, nhưng mà nó mang nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Đôi khi cảm ơn không hẳn là cảm ơn, và xin lỗi không hẳn là tôi có lỗi. Thì Phương Quỳnh thấy sao về lý luận của một số người nói về cảm ơn và xin lỗi? Và chắc có lẽ chúng ta nói tới xin lỗi trước. Dạ. Xin lỗi Phương Quỳnh nha, chúng ta nói là xin lỗi. Em đâu có lỗi đâu mà ông cho chị à, thì nó cho Phương Quỳnh nói chuyện dâm dài một tí. À, ngày xưa đó, ở nhà, ở Việt Nam mình á, thì con nít chúng mình á, như chị An Miên cũng vậy. Mình cũng không có được tiếp xúc với nhiều người ngoài đi học để về nhà. Rồi mỗi lần mà nhà mình có khách á, thì bố mẹ làm gì cho mà ra mà ngồi hóng chuyện với lại nói chuyện với khách. Thì thường khách đến nhà cho quà thì bố mẹ nhận, xong rồi khi khách về thì bố mẹ cho các con. Các con cũng chẳng phải cảm ơn bố mẹ. Rồi mà khi mà đương nhiên mà có quà rồi, cho con chứ. Còn khi mà mình có lỗi đó chị, mình làm lỗi thì bố mẹ thường là bị đòn, nằm ra quất vào đít. Thì khi mà đánh đau quá đó thì bố đánh thì bố bảo con biết lỗi chưa, thì chưa kịp xin lỗi thì ông bà đã nhảy vào can thiệp rồi. Tôi thấy cậu quá đáng nha, cậu đánh nó nãy giờ nó có trả lời cậu tí nào đâu. Thế là nó biết xin lỗi rồi. Thế là bố nể ông bà thì bỏ qua. Khi mà Phương Quỳnh qua được cái bên đây định cư thì Phương Quỳnh có nhiều điều mà xảy ra trong cuộc sống làm Phương Quỳnh suy nghĩ. Từ cái suy nghĩ nó dẫn mình đến những cái ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia là như thế nào. Trong gia đình thấy con cái xin lỗi bố mẹ thì mình cố gắng là mình tỏ ra là người văn minh, mình hiểu. Nhưng mà khi thấy bố mẹ xin lỗi con cái hoặc cảm ơn con cái thì nhiều lúc Phương Quỳnh tưởng mình nghe lầm. Thì ngược lại dòng thời gian thì Phương Quỳnh, khi mà Phương Quỳnh qua định cư bên Mỹ thì Phương Quỳnh đi học. Thì khi mình làm bài đó chị, mình nộp cho cô giáo, thầy giáo, thì cô giáo, thầy giáo bảo thank you, you are awesome, bạn tuyệt vời quá. Thì cô giáo với thầy giáo bên Việt Nam mà khi học trò nộp bài á thì để đó đi rồi về chỗ. Đó, nó có hai sự khác biệt. Rồi thí dụ như cô giáo, thầy giáo đến trường trễ thì câu đầu tiên thì các vị bao giờ cũng nói xin lỗi quý vị, xin lỗi các bạn, chúng tôi có bận chuyện này chuyện kia hoặc là trên đường kẹt xe. Nhưng mà đối với các thầy giáo, thầy cô giáo ở Việt Nam thì bảo ô, hôm nay chúng ta không còn nhiều thời gian nha, các em không có được làm phiền nha. Hoặc là nói thầy giáo, cô giáo thì ngay bản thân học trò Phương Quỳnh ngày xưa đó, thì nếu như mà mình không làm bài, không nộp bài thì đầy đủ lý do để mà biện minh cho cái lỗi của mình, để tránh tội á mà. Nhưng mà khi ở bên đây á, thì các em bao giờ cũng nói cái câu xin lỗi đầu tiên và đưa ra lý do. Nếu lý do chính đáng thì các em không bị trừ điểm. Thì tất cả mọi người qua định cư bên nước ngoài thì ai cũng có một cái khó khăn trong giao tiếp là cái rào cản ngôn ngữ. Mình không hiểu hết được ý của người ta nói là gì. Cái người bản xứ họ nói. Thì thay vì mình xin lỗi thì mình chưa kịp xin lỗi, họ đã xin lỗi mình rồi. Xin lỗi là chúng tôi không có nói đầy đủ ý nghĩa để cho các bạn hiểu được, để cho các bạn hiểu lầm. Cái điều này đó, làm Phương Quỳnh mới nhận thức rằng qua một cái đất nước mới, một cái xã hội mới, Phương Quỳnh bắt học đầu lại, học lại từ đầu, từ những cái điều nhỏ nhặt nhất là hai tiếng xin lỗi và cảm ơn. Thì ông cha ta cũng có câu tin học lễ, hậu học văn. Xin lỗi và cảm ơn là một cái bài học công dân giáo dục, lễ phép và lịch sự của mỗi con người. Nó là một cái nét đẹp trong văn hóa của từng người trong cuộc sống. Hãy bắt đầu bằng sự xin lỗi khi chúng ta làm một cái việc gì đó sai, và hãy cảm ơn
khi ai đó làm việc gì cho mình. Rất là hay, cảm ơn Phương Quỳnh. Nhưng mà như thế này, như nãy anh Miên có nói, đôi khi xin lỗi không hẳn là nó không hẳn là mình có lỗi rồi mình xin lỗi, mà xin lỗi đôi khi nó chỉ là một câu nói lịch sự, nó đặt ở đầu câu, chẳng hạn như oh I'm sorry I didn't know it. Chẳng hạn như có một người đó, họ đến một cái bàn làm việc của mình, họ tự nhiên họ lấy một cái gì đó, họ có thể nói sorry I want it đó, thì nhiều khi cái đó không phải là của ai cả, mà cũng không phải lỗi của ai hết, nhưng mà cái đó là cái những là cái như là cái văn phòng phẩm mà dùng chung trong văn phòng đi, thì cái bàn của cô hết thì cô chạy sang bàn mình cô lấy, nhưng mà cái vấn đề đó cũng chẳng phải ai cho ai nhận được, của công ty mà, của company mà, nhưng mà người cô vẫn lịch sự một câu nói đầu và mình cũng lịch sự một câu là oh I'm sorry I didn't know you want it. Thật ra cái đó không có phải là ai có lỗi. Và như Phương Quỳnh nói đó, chúng ta nên nhớ hai từ này, bởi vì nó mang cái tính chất rất là lịch sự và nó làm cho cái không khí nó gần gũi hơn, nó gọi là nó nhã nhặn hơn. Rồi chúng ta nói trước về xin lỗi, rồi trước sau chúng ta sẽ nói về cảm ơn. Rồi có một người nói với An Miên rằng khi mà tôi sanh các con của tôi ra thì khi tôi nhìn thấy chúng tôi xúc động quá, và dĩ nhiên câu nói đầu môi của người mẹ là cảm ơn trời đất mẹ tròn con vuông. Nhưng sau một thời gian, nghĩa là cũng không có lâu đâu, chỉ một vài tuần thôi, nhìn thấy con khóc, rồi nhìn thấy con ốm, rồi nhìn thấy con có vẻ chật vật để mà còn bé mà sơ sinh, thì lúc đó bà lại nói ôi mẹ xin lỗi mẹ mang con ra cuộc đời này. Thì thật ra bà mẹ cũng không có lỗi, không ai có lỗi, nhưng cái xin lỗi đây là nhìn thấy con mình phải bắt đầu là đi qua một cái bước giống như mình, là cái khổ của sơ sinh hài nhi, rồi lại lớn lên, rồi viễn cảnh là sinh lão bệnh tử của một con người. Thì cái xin lỗi đó thực ra nó không hàm nghĩa xin lỗi, nhưng nó cho biết rằng người mẹ trân trọng đứa con. Rồi còn cái vấn đề mà xin lỗi, có người nói như thế này: xin lỗi đôi khi là một lời từ chối lịch sự. Phương Quỳnh thấy sao? Thì hồi nãy chị nói là mang cháu vô cuộc đời là cảm ơn con đã làm con của mẹ. Đúng rồi. Và đồng thời mình cũng xin lỗi con là mẹ cũng mang con vào cuộc đời để con nhận thức đây là cái cuộc đời là bể khổ. Thì xin lỗi và cảm ơn đó chị. Nó giống như là trong tiếng Anh sorry với lại thank you. Tiếng Anh của mình nó là một chữ nhưng hai âm tiết, còn tiếng Việt của mình là hai từ. Thì làm con người, được sinh ra đời để làm con người ra đã là khó, mà để làm được người tốt thì lại càng khó hơn. Thì bây giờ mình nói về xin lỗi, thì có những người, một số người họ nghĩ như thế này: cái tôi của họ không cho phép họ xin lỗi ai cả. Cái đó là Phương Quỳnh đã nói sang cái trường hợp là vì cái tôi không xin lỗi, mà An Minh đang hỏi Phương Quỳnh là xin lỗi đôi khi là một lời từ chối. Chẳng hạn như thế này, có một người gọi cho mình nói là ngày mai bà đến nhà tôi nha, ngày mai tôi với bà đi shopping. Thực ra mình không thích đi shopping với người bạn đó hay đi mua sắm. Thì thường thường có nhiều người nói ôi tôi không đi. Nhưng mà nếu mà mình nói một cách êm ái hơn thì nói rằng xin lỗi bà nha, ngày mai tôi bận rồi tôi không đi. Thì cái xin lỗi đó là mình không có lỗi, nhưng mà đó là một sự từ chối. Rồi chẳng hạn như là có một anh chàng, anh cứ nói với cô nàng là anh yêu em, anh nhất quyết phải lấy em. Thì cô mới nói em xin lỗi, em không thể lấy anh được. Thì cô đâu có lỗi đâu, mà là vì cô không có muốn lấy anh chàng đó. Nhưng thay vì cô nói tôi không lấy anh thì nghe nó nặng nề. Thì khi mà An Miên nghe cái vị đã giải thích như vậy, An Miên mới thấy thật ra xin lỗi là một lời từ chối rất là lịch sự và nhã nhặn. Bây giờ quay trở lại cái câu của Phương Quỳnh á, xin lỗi vì cái tôi của mình không cho phép xin lỗi. An Miên thấy cái này á, rất rất nhiều, nó nằm trong hầu như có nhiều người, nói người Việt Nam mình hình như là không bao giờ muốn nói tiếng xin lỗi. Không biết có đúng như thế hay không? Thì Phương Quỳnh chưa nói hết ý của mình. Là cái tôi của mình quá lớn không cho phép mình nói xin lỗi. Tại vì có một số người á, họ nghĩ là khi họ nói hai từ xin lỗi, họ cảm thấy họ quá nhỏ bé với cái người đối diện, và họ phải hạ mình xuống để họ nhận cái lỗi lầm đó. Thì
họ không xin lỗi ai cả. Thì nghĩa là lúc đó là người đã hiểu rằng là xin lỗi là có lỗi mới xin lỗi đúng không? Nhưng còn mà vì họ không có muốn nhận là họ có lỗi. Mình cứ nói người Việt Nam với người nước ngoài thì Phương Quỳnh cũng nói như thế này, không phải nước giàu đúng cái rồi. Gì cũng tốt, mà nước nghèo nhược tiểu cái gì cũng xấu xa, cái gì cũng tồi tệ. Nhưng mình trong trường hợp của mình quá tốt, mình học và mình có cái sự chọn lựa. Không có nghĩa là tất cả những cái gì của người nước ngoài mình đều du nhập vào trong cái văn hóa của mình. Có những cái không phải là xấu nhưng mà nó không phù hợp với bản chất con người mình. Nhưng mà hai cái tiếng xin lỗi này á, như chị An Minh nói, khi mình nói xin lỗi không có nghĩa là mình có lỗi. Đó là một cái lời từ chối rất là lịch sự. Chẳng hạn như mình nói bạn mình nói chứ bảo bồ muốn ăn cái món này không, nói à, xin lỗi hôm nay mình đã ăn cơm rồi, hoặc là cái món này mình không có hảo lắm. Tức là mình không phải xin lỗi là vì mình từ chối cái món đó, nhưng mà đó là cái lời nói đầu cửa miệng của mình. Mà cái lời đó nó đẹp lắm chị. Nó ngắn ngủi, nó không có bắt chị phải trả tiền khi lời nói hai tiếng xin lỗi. Phương Quỳnh nói đó là cái lời nói rất đẹp và lời nói rất đầy ý nghĩa. Mình phải, chị biết không, có những cái lời nói xin lỗi á, nó tránh cho một cái sự tan vỡ giữa một cái tình bạn đẹp. Vì hai người không ai muốn nói lên lời xin lỗi. Mà trong cuộc sống hôn nhân của mình á, chị cũng thấy là có những lời xin lỗi đầu tiên xuất phát từ người chồng hoặc người vợ, nó có thể chặn đứng lại cái sự bất bình, bất hòa trong cái mối quan hệ vợ hay chồng quá, và dẫn đến cái sự tan vỡ. Tại vì chuyện bé nó xé ra to, những cái chuyện mình tưởng rằng mình cất trong lòng, mình không có muốn nói ra là nó nhỏ nhặt. Nhưng mà một giống như một cái lọ giọt nước tràn ly, người chồng làm hoặc người vợ làm, rồi bao nhiêu thứ trên đời mình giấu trong lòng mình nói ra, đâm ra cái câu xin lỗi ấy, nó chặn đứng lại từ đầu. Bây giờ nó là cơn lũ rồi. Nhưng mà tại sao người chồng với người vợ họ lại ngại ngần khi nói chữ xin lỗi chứ ha? Thì Phương Quỳnh nghĩ là thứ nhất là cái nền văn hóa. Thì Phương Quỳnh nói là Phương Quỳnh qua đây á, cái câu xin lỗi cảm ơn giữa con với bố mẹ đó, mình giả bộ mình là người thông minh để mình thông cảm và mình không ngạc nhiên. Nhưng khi bố mẹ nói lời xin lỗi với con, nói lời cảm ơn với con, Phương Quỳnh ngạc nhiên vô cùng. Nhưng mà nãy anh Miên đang nói hỏi tới vợ chồng, tại sao hai vợ chồng không một trong hai người nói lời xin lỗi chứ? Cái tôi lớn quá. Thì ra ai cũng nghĩ mình đúng, không ai nghĩ mình sai. Chị biết không, con người ta đó dễ dàng trả thù nhau, dễ dàng xỉ vả nhau và dễ dàng cạch mặt nhau, nhưng không ai nói lời xin lỗi cả. Đó có là, phải như nãy Phương Quỳnh phân tích đó, là vì có một đại đa số nhiều người nghĩ là khi mà nói lời xin lỗi là mình có lỗi phải không? Vì cái đó không? Cái người mình nó nhỏ bé quá, nó hạ thấp quá. Làm như giống kiểu mình hạ thấp nhân phẩm vậy đó. Đúng rồi, đó. Như họ phạm cho, tội vậy họ đó. Họ nghĩ là như vậy. Nhưng ai còn, I am guilty chứ không phải là sorry nữa. Chứ thật sự ra chị biết không, cái lời xin lỗi đó nó không có mắc mỏ mà nó cũng không có cái gì cầu kỳ để mình sử dụng nó. Đúng nhưng rồi. Mà nhiều khi nó tránh một cái hậu quả rất là tang thương, như là hai người đụng nhau xe trên đường. Người có lỗi không muốn mở lời xin lỗi. Người bị đụng xe thì tính khí quá nóng, dẫn đến cái việc người chết, người ở tù. Thì chị thấy không, cái lời xin lỗi đó có thể tránh được những, tránh cái, được những cái hậu quả kinh hoàng lắm. Cái đó rất là hay. Cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.